hộp gà nướng, bắp xào 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 hộp gà nướng. Chào bác, em Hải xin kính chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi chiều ngày hôm nay nhá. Hôm nay thì là buổi chiều ngày mùng 2 tháng 3 năm 2024 và hôm nay cũng là chiều thứ bảy. Thì Hải xin chúc tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn mình có một cái kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc bên gia đình nhá. Hôm nay thì mời tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn mình sẽ đi qua khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, rồi mình qua khu vực bên Thả Diều, của khu vực bên Thủ Thiêm quận 2 cũ nha mọi người. Thì ở khu vực này là bên ủy ban thành phố mọi người. Vâng, thì nhắc tới ủy ban thành phố mọi người thì chúng mình có một cái đợt cho mọi người vào bên trong tham quan á. Nếu mà mọi người ai muốn đi tham quan thì mọi người vào bên vào đăng ký nhá, đăng ký ở cổng thông tin thành phố Hồ Chí Minh nhá, đăng ký tại khu vực đấy. Hôm nay thì mình sẽ đi dạo khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Dạ vâng, thì phố đi bộ Nguyễn Huệ đang chuẩn bị một cái lễ hội khá là lớn đó mọi người, lễ hội áo dài. Từ ngày mùng 7 tháng 3 cho tới hết ngày 17 tháng 3, kéo dài tầm khoảng 10 ngày để phục vụ quý cô chú anh chị mình tới chụp hình cũng như là tham quan, chiêm ngưỡng những cái nét đẹp bản sắc. Thì những ngày đầu năm thì Hải thấy là lượng khách du lịch tới với Sài Gòn rất là đông nha, nhất là lượng khách Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu nữa. Đây mọi người này, các nhìn thấy này, thấy không? Rất là nhiều luôn, cực kỳ là đẹp nha. Mà hôm nay thì Hải chắc sẽ quay sơ qua cho mọi người xem một xíu nữa. Thì bây giờ chủ đề chính của mình là mình sẽ qua khu vực bên Thủ Thiêm để quay cho mọi người xem cái bài thả diều. Lại tới mùa diều rồi. Cùng bình cây lều ống ngày trước này, bây giờ đạt phun nước rất là đẹp. Thì hôm nay thì hiện tại bây giờ là 4:30, thời tiết cũng không có nắng lắm, cũng khá là mát mẻ thôi, dễ chịu, phù hợp cho mình đi chơi. Còn tầm trưa 10 giờ cho tới 3 giờ chiều thời tiết khá là nóng mọi người. Các cô này mặc áo dài, mấy ngày nữa thì mọi người sẽ thấy áo dài phủ kín luôn dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ở bên dưới mọi người làm sân khấu lớn lắm, không biết là tối nay có cái chương trình gì không. Vâng, thì hẹn tất cả mọi người ở tối nay nha. Tối nay thì Hải sẽ qua khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng như là phố Tây Bùi Viện, rồi chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà để quay cập nhật cho mọi người nhé. Đây mọi người thấy toàn du khách nước ngoài rồi đấy. Theo đoàn vậy. Đây cũng có bé nước ngoài khá là xinh. Vâng, thì cái sân khấu này hôm bữa vừa rồi Hải cũng có cập nhật cho quý cô chú anh chị các bạn rồi, nhưng mà mình không biết là người ta làm cụ thể cái gì. Vâng, thì đến ngày hôm qua thì Hải có đọc sơ qua một số trang tin người ta đưa tin thì mình mới biết luôn á, để cập nhật tới quý cô chú anh chị các bạn này. Đấy, đang làm mùng 7 chắc là vào thứ năm thứ sáu tuần sau ấy. 10 ngày thoải mái mọi người được ra đây vui chơi ấy. Thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật đấy, những ngày mọi người thấy sân khấu khá là hoành tráng ấy. Hôm bữa vừa rồi nó nhỏ xíu, hôm nay lớn ghê nha. Thì bây giờ mình sẽ qua cầu Khánh Hội, đi dưới chân cầu Khánh Hội chứ, rồi mình về công viên Bến Bạch Đằng, rồi qua khu vực bên Thủ Đức nhá. Quay thì tranh thủ cũng quay cho mọi người cái giờ này là giờ đẹp nhất đấy. Hình như là sắp có chạy giải marathon mọi người này, như tối nay là chạy giải marathon của VVBank. Wow, hôm nay có tàu khổng lồ kìa.
Hôm nay có tàu khổng lồ ở ngay ga tàu thủy Bạch Đằng. Ê, tiếc quá, ông vừa rồi mình mới đi rồi, ông mình quay cho mọi người xem rồi đấy. Thì hôm nay nước lên có vẻ là nhìn tương đối là lớn đấy. Thì năm ngoái thì mình nghĩ thấy cái tàu khổng lồ mọi người, nhưng mà năm nay có vẻ là khá là cập bến tại Sài Gòn rất là nhiều lần nha. To ghê luôn. Mỗi lần mà tàu cập bến mọi người đưa tới hàng nghìn du khách nữa tới tham quan với Sài Gòn đấy, và giúp cho cái ngành du lịch năm nay thực sự này du lịch năm nay trúng với mọi người, đầu năm đến giờ lượng khách tới tăng gấp mấy lần so với năm ngoái luôn. Bên này là bên quay tặng mọi người đây, đến ga tàu thủy mình đang khá là đông khách nhá. Cũng như cuối tuần này thấy đông du khách lắm. Đây này, ở đây góc này mọi người du khách đang đứng chụp hình này, góc em nghe thấy không? Vâng, thì những ngày đầu năm Hải thấy là nhiều cái dịch vụ mới ấy. Những cái tàu nhỏ nhỏ đưa khách đi tham quan Sài Gòn bây giờ cũng rất là nhiều nhá. So với năm ngoái thì không thấy có mấy, nhưng mà thấy qua năm nay là thấy có nhiều sự thay đổi rất là nhiều trong ngành du lịch. Đấy là những cái tín hiệu rất là tốt nhìn của mọi người, nhất là cái còn cái khu vực này là thích nhất là đây này. Đấy, đây lên trên cầu. Này rồi dòng dọc này với cái tòa nhà này đêm rất là đẹp luôn đó. Nếu quý cô chú anh chị các bạn mình cùng xem kênh của Hải thì mọi người sẽ thấy được là cái khu vực này nó thay đổi nhiều như thế nào.
xa kia là mất 81 cái cầu tàu của mình này, thực sự nó quá là đẹp luôn. Nếu mà khuyến cáo mọi người một điều nhé, mọi người đừng có lên trên cầu để xe như thế này cho, những cái hình ảnh này nó không được tốt cho mọi người. Đấy, đậu xe này thứ nhất là công an họ bắt phạt, xong rồi đấy rồi còn cản trở giao thông nữa. Đây khoảng 2 năm rồi mọi người, dọc khu vực này nhìn các bãi đất trống nhìn chán đời lắm. Bây giờ thì thấy cái tòa nhà cao tầng được xây lên rất là nhiều. Tầm khoảng 5 7 năm nữa thôi thì dọc khu vực này chắc là nó cũng không kém gì khu vực quận 1. Quay cho mọi người xem rồi về cái hành trình cho mọi người đi nhá. Bây giờ thì mình sẽ để trái này, quay vào khu vực bãi thả diều. Chiều này thứ bảy chủ nhật là mọi người tới thả diều cũng rất là đông nha. Thì đôi khi thì Hải đi hơi nhanh một xíu thì rất mong quý cô chú anh chị mình xem và thông cảm giúp Hải nhá. Thì bây giờ xe bớt hai tầng thì cũng di chuyển được 24/24 nên phục vụ quý cô chú anh chị mình có nhu cầu đi lại tham quan tại những con điểm, những con đường rồi những quận trung tâm Sài Gòn thì mọi người có thể trải nghiệm nhé. Giá vé là 150.000. Khung giờ nào cũng được nha mọi người. Bây giờ mình sẽ vào với đường D6 này. Đây là cái khu này là nó gọi là siêu đẹp luôn này. Đây mọi người, đây này. Mọi người điện thắng này cái là ra tới luôn này. Đấy, đứng đây có thể ngắm những cái rượu. Nhưng mà trước khi đứng ngắm thì Hải mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo một vòng nha. Wow, ra đây gió mát lắm. Không biết là đôi khi gió này, cái máy này đôi khi nó hơi chất lượng hơi kém một xíu. Xin lỗi mọi người nhé, hãy có điện thoại xíu. Đấy, đông nghịt người luôn, hai bên. Quá là đẹp.
chính rồi đó. Đây mọi người này, đấy, ngồi đang đứng thả diều ở một không gian cây này nữa, cây này giống như cây bằng lăng thì nó cũng hơi chiêu chiêu ấy. Rất là hay nhỉ. Con diều lớn lắm mọi người, to, dã man luôn. Để chơi diều.